Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Cá Cho Chấm Cơm. Nếu anh em đang tìm cho mình một cái viên pin sạc dự phòng dung lượng cao để anh em sử dụng sạc cho những cái thiết bị của anh em và với mức giá phải chăng thì đây là cái sản phẩm dành cho anh em. Trên tay mình đây đang là cái sạc dự phòng của Basicare, có cái mã là BT109, dung lượng là 20.000 mAh, cái giá cực kỳ rẻ, tầm khoảng đâu đó 200.000. Mình mua trên Lazada, link mua mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh em có thể bấm vào tham khảo và mua ha. Những cái sản phẩm của Basicare thì thường thường họ sẽ mua thiết kế và in thương hiệu lên. Ở đây để chữ Basicare và để những cái thông tin chi tiết ha. Mã sản phẩm, mặt sau thì nó sẽ để nhiều hơn về cái phần thông số kỹ thuật. Thì ở đây mình thấy cái dung lượng sử dụng của sản phẩm này là 13.000 mAh, có nghĩa là anh em sẽ sạc cho những cái chiếc điện thoại mà có dung lượng khoảng 4.000 đi mà anh em sẽ sạc được khoảng 3 lần ha. Khá là ok á. Công suất của nó thì là 12W ha, 2.1A. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em mở ra. Khi mà anh em mua thì bên trong nó sẽ có một cái sợi cáp này cũng khá là cùi nha anh em, không được xịn sò gì mấy đâu. Đây, và kèm theo đó là một cái phần sách hướng dẫn sử dụng thôi, đơn giản à, mình cũng không quan tâm nhiều mấy. Một cái phần bát PC của Basicare. Và đây anh em, đây là cái viên pin sạc dự phòng Basicare. Thì anh em thấy nó thiết kế cũng giống như là tương tự những cái viên pin sạc dự phòng khác. Form thiết kế của nó thì theo hơi dài và khi mà cầm thì khá là đầm tay. Bên trong thì sử dụng chắc là cái loại pin là polymer anh em, nên khi mà cầm thì khá là đầm tay ha. Cái này chắc có lẽ nó sử dụng hai cái tép ha. Đây chữ Basicare, dung lượng là 20 nè. Có một cái nút nhắn để bấm xem cái lượng pin còn bên trong. Mình có sử dụng nó để sạc rồi thì nó là 4 vạch nè. Ở trên thì nó sẽ có hai cổng USB A để cho anh em có thể là cắm sạc cho điện thoại anh em, một cổng USB-C và micro để anh em nạp điện cho viên pin sạc dự phòng này. Ở ngoài thì nó sẽ in những cái thông số kỹ thuật ha. Chắc tay anh em, chỉ là khoảng 200 thôi mà anh em mua được cái sản phẩm này thì cũng khá là ngon á. Nói về pin sạc dự phòng á, thì bây giờ dường như ai cũng đang sở hữu cho mình một cái sản phẩm pin sạc dự phòng để anh em có thể là sạc được cho những cái thiết bị của anh em. Và ở đây thì mình sẽ có một cái dây sạc nè anh em, mình sẽ cắm vô ha. Mình sẽ nạp luôn cho cái cục sạc dự phòng của Basicare luôn để xem nó như thế nào nha. Đó, bắt đầu ở đây nó hiện lên rồi nè anh em. Thì cái mức mà nó dao động á là khoảng 4.98 ha V và 1.07A. Thì cái dòng này mình thấy nó cũng tương đối thôi, chứ nó sẽ không được xịn sò. Với cái mức này thì anh em cũng có thể sử dụng để sạc cho điện thoại khá là ok. Và anh em có thể sử dụng nó để sạc cho những cái sản phẩm như là lo hay là những cái thiết bị mà anh em cấp nguồn cho nó để anh em sử dụng trong nhà, thí dụ như là quạt hay là máy phun sương tạo ấm nữa. Dòng tạm tạm được nha anh em. Và đó anh em, trong video này thì mình đã trên tay để review cho anh em về một cái sạc dự phòng Basicare, dung lượng là 20.000 mAh, giá khá là rẻ, chưa tính 200k nữa. Anh em quan tâm đến sản phẩm này thì có thể bấm vào phần link mô tả dưới phần video ha, bấm vào để tham khảo và mua. Nếu cảm thấy video này hay thì sao, nhấn like, share cũng như là subscribe kênh Cá Cho Chấm Cơm của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Và anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.